បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសំចម្រើនបន្តតកតងជាមួយនឹងវីដេអូមេរៀនស្តីពី Microsoft Word 2010ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកចំណុចមួយដែលតកតងជាមួយនឹងចំណុចពិសេសនៅក្នុងការរៀបចំអត្ថបទដើម្បីការបំរើការងារនៅក្នុងអង្គភាពគឺជាការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងអង្គភាពអញ្ចឹងដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងអង្គភាពគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ទៅលើ Smart Art អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតទៅលើ Smart Art ដើម្បីបង្កើតទៅលើការរចនាអង្គការលេខរបស់អង្គភាពហ្នឹងគឺឲ្យបានល្អបានតើតែយើងប្រើ Smart Art អញ្ចឹងដើម្បីចូលធ្វើវិធីសាស្ត្រនៅក្នុង Smart Art នេះលោកអ្នកចូលទៅក្នុង Insert ហើយជ្រើសរើសយក Smart Art បាទនៅក្នុងនេះមាន2-3ផ្នែកផ្នែកទី1គឺផ្នែកលក្ខណៈនៃការបង្ហាញពីរូបភាពជាលិខជា process ជារំងមូលឬក៏ជាអីអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែលោកអ្នកអាចធ្វើជារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរទេក៏អាចរៀបចំជាអត្ថបទសភៅដែលមានលក្ខណៈល្អបង្ហាញពីដំណើរការបង្ហាញពី process អីផ្សេងៗឬក៏និយាយពីរំងមូលជា cycle ការបង្ហាញពី life cycle ឬក៏អីហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណងជើងនៅក្នុង smart art អញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសតាមប្រភេទជាលក្ខណៈលិខជា cycle ជា hierarchy ណា relationship ជាតំណាក់តំណងបាទ matrix ឬក៏ pyramidអញ្ចឹងចូលយក hierarchy ហើយយើងមើលតាមប្រភេទហើយខាងនេះគឺផ្នែកដែលទម្រង់គំរូនៃsmart នៃ chart ហើយមកផ្នែកនេះវាការបង្ហាញមានន័យថាយើងប្រើហ្នឹងវាការបង្ហាញបែបនេះនេះ review បង្ហាញណាពីយើង relationship select ហ្នឹងឃើញទេបង្ហាញនៅខាងនេះនេះបាទអញ្ចឹងយក hierarchy ហើយជ្រើសរើសតាមប្រភេទដែលយើងចង់បាននេះបាទខ្ញុំគិតថាពណ៌នេះវាតំណងទម្រង់លក្ខណៈនេះអញ្ចឹងចុចអូខេបាទយើងបានទំហំនៃអត្ថបទរបស់យើងហើយយើងចូលទៅក្នុងអត្ថបទចំណុចនេះគឺយើង edit មកចំសំអូខេចម្រើនវិញចម្រើនស៊ីយកបានហើយចំណុចបន្ទាប់យើង edit អាហ្នឹងមានតិចយើងវាយអត្ថបទខ្លឹមសារនៅក្នុងហ្នឹងជាអក្សរអាចជាភាសាខ្មែរក៏បានជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានអញ្ចឹងអ្នកបន្ទាប់មកយើងវាយGM ឃើញGM ដុល្លារបាទដុល្លារហ្នឹងទៅឈ្មោះណាបាទហើយនេះក្លឹបផ្សាយផ្សេងទៀតតាមមកGM assistant ទៅ GM assistantGM assistant ដាក់នៅខាងលើខាត់អេយ៉ា control z copy សិនមកដាក់នៅក្នុងគណៈស្មើគ្នានេះចំណុចនីមួយគឺស្មើគ្នាអញ្ចឹងលក្ខណៈដែលយើងចង់បានជាដាក់លក្ខណៈស្មើគ្នាអញ្ចឹងនេះជា GM assistant ដាក់ថា finance manager finance manager មួយទៀតmarketing manager ខ្ញុំដូរនេះដាក់ owner វិញOwner GM
ấm và rồi có này bài đã thế thì stand manager hay mùi tiệt bởi lúc này trong và time trong và time có inter máu miền và tiệt đây trong thái với này inter đã trong chúng nó chẳng cảm nó cho chị inter máu finance marketing finance admin manager và hai khăn đấy dân ở thời cá dân ai sẽ lệnh delete bán sẽ lệnh cái bàn và đẹp hãy delete tới bà owner chị ấm chúng tôi lá lục tôi là cho đã ta chị ấm general manager đấy general manager bà hay bây giờ trong time tiết dân ai thay mùi tiệm mà enter và mà đã thả chị assistant chị assistant hay chị assistant nhưng mà chẳng đạn năng thế nhưng chẳng đạn lờ chẳng dừng à bà thu muối nên cái dừng bà thu muối nên lại chẳng trông thằng chuyện chẳng đầm bởi chẳng ta là ơn chẳng bà thôi dễ dừng sẽ rê trong trong này nì promote rồi có demote chẳng khi nhóm promote nhóm promote nhóm cho anh là này promote promote GM assistant năng promote GM assistant năng hay khi nhóm chọn tà lẹ demote vĩnh cho crown vĩnh máu cho mọi người crown và thì là cái đại phần nắng thì right to left right to right này left to right right to left vậy chúng ta này ai sẽ ở phía bị phê tại sao bị sao tại phê và trong nói mới tiết điện ai chờ ở cái này này mù ạ mù ạ cái này mù và mù mù down ok và mới tiết sẽ chơi từ lề ảo và lúc này có to bị đi trong trong đánh này hay lúc này có ai đô từ lề ảo mà lề ảo xin xin bạn này nâng lẹ cái này cả để dưỡng chọn đô từ lề ảo từ trong đánh xin nhé chỉ ấm cho che các bạn đô trong đánh nâng các bạn rồi có dương đô mà trong đánh bình nhật đài đó hay thích trong đánh bình nhật đài nâng có dương ai đô từ lề style smart art style tài na để dựng trang bản riệp để lạc cái nào bài này vậy nỉ ok mùi nỉ có sao đấy bà chẳng dựng ai đồ bàn ta lời trong nội năng nghe sưu sẽ mẹp dựng sẽ lại cũng đồng tiết là dựng edit nếu miền format dựng ai format là sao nó không nắng cả bàn đấy edit là sao nó ai vì miền lạc cái nào lo và sao chẳng định tình tiết cả bàn là dựng design ta lời trong nội này grab để dựng chọn bàn mũi tiết chấm nốt để dựng ai ní dựng ai đồ từ lớp bò nè color này tam tập hết bò để dựng chọn bàn đấy bảy bò này có sao đấy ba ok thì bật vĩnh lúc này chọn bật bả cho chọn chấm nốt này edit level hierarchy những clock vậy như thế còn mất trượt lại nắng lúc này trượt lại nè trượt mất nắng mình hạn được cái này nè trong chùm nội nắng cứ dừng ai trượt bật bạc bán ba chùm môi nắng smart an đây lúc này có ai edit chơi tam một page để lúc này chọn bán và owner và niche style để dừng chọn bán bạn niche có bán style với chat style với đấy và ok và ở con trán trong bộ ca tam đàn tu sơn video mới đến tại thông chuẩn mới Microsoft Word bị bỏn đọc hãy xuống complete cho subscribe tên channel và nhóm bạn hãy bởi lúc này miền bóng nông cho riêng cho mùi đang cam vị thi cam vị thi cho mùi đang chấm bát tòa lúc này ai chúng ta thông nông tam tu sắp xôn đập rắm còn bằng đập mối xôn xôn mối rư cò tam rìa email nơi trong channel của ខ្ញុំ ឬ ក៏ អី ហ្នឹង ខ្ញុំ មាន ហើយ មាន ខ្ញុំ មាន នេះ មួយ ទៀត តទៅ ជាមួយ នឹង
blog website ba cho nong website lok neak ko aich rian nei knong website ning chmuoy ning kamvithi word excel powerpoint kamvithi phseing phseing ba lok neak chang tamnak tamnong a cho mo knong website bok khnyom hai a tamnak tamnong khnyom ban dambei rian nei tam pteah ruko rian tam vithi sah na da khnyom mien video lo lo da banhan chuu lok neak bato tiet chang chang rian ba sumneak tamnong mo khnyom ptoal mo